kính chào quý thầy cô và các anh chị đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thư viện của Thư viện Truyền cảm hứng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nội dung hướng dẫn chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, Kha xin giới thiệu đến quý thầy cô cổng thông tin thư viện và những tính năng tiện ích trên cổng thông tin thư viện. Phần thứ hai, Kha sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị hệ thống tra cứu tìm kiếm và định vị tài liệu cũng như những tính năng hỗ trợ cho mục đích nghiên cứu. Nội dung thứ ba, Kha xin giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị cách sử dụng các trang thiết bị tự động của thư viện. Phần thứ nhất, Kha xin giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị về cổng thông tin của thư viện. Đầu tiên, thầy cô và các anh chị vui lòng truy cập vào địa chỉ website lib.tdt.edu.vn. Tại giao diện chủ của website thư viện, thầy cô và các anh chị có thể lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của website bằng cách chúng ta lựa chọn trên góc trên bên phải của màn hình tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Ngoài ra, thầy cô và các anh chị cũng có thể biết được giờ hoạt động của thư viện bằng cách xem tại góc hoạt động của thư viện. Tại đây, thầy cô và các anh chị có thể thấy được thời gian hoạt động của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các thầy cô và các anh chị cũng có thể xem được giờ hoạt động của thư viện tại các chi nhánh khác như Nha Trang và Bảo Lộc cũng như các tầng lầu cụ thể của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh bằng cách đánh chọn vào chi tiết. Thời gian hoạt động chính thức của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh như sau. Từ thứ hai đến thứ sáu, thời gian hoạt động của tầng 1 đến tầng 5 là 7:30 đến 20:00. Thứ bảy và chủ nhật sẽ hoạt động từ tầng 1 đến tầng 5 là 7:30 đến 17:00. Riêng khu vực học qua đêm, tầng hầm lửng của thư viện cơ sở thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động từ 7:30 vì sẽ mở cửa phục vụ. Tiếp theo, thầy cô và các anh chị có thể tìm hiểu thông tin về nguồn tài nguyên của thư viện. Thứ nhất, đối với nguồn tài liệu giấy của thư viện là bao gồm các ấn phẩm được xuất bản ở dạng in, dạng giấy phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí lành mạnh. Chúng ta sẽ có bao gồm các dạng sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, các sản phẩm nghiên cứu khoa học cũng như các tài liệu khác. Tiếp theo, đối với tài liệu số. Tài liệu số là các tài liệu nội sinh có bản quyền thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng như bài giảng, đề cương chi tiết môn học, sách của trường do giảng viên và trường xuất bản, các luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các dạng khác. Đối với tài liệu số của thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ phục vụ trong mạng nội bộ của trường, nghĩa là quý thầy cô và các anh chị phải sử dụng địa chỉ mạng IP của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp. Dạng tiếp theo là dạng tài liệu điện tử. Dạng tài liệu điện tử là dạng tài liệu thư viện đã mua quyền truy cập hoặc tập hợp từ các nguồn cơ sở dữ liệu miễn phí. Thầy cô có thể truy cập từ xa với điều kiện thầy cô đăng nhập bằng tài khoản để được xác thực và sử dụng. Tiếp theo, Kha xin giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị các dịch vụ của thư viện Truyền cảm hứng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hiện tại, thư viện gồm có 9 nhóm dịch vụ với 27 dịch vụ chi tiết. Tại website thư viện, các thầy cô và các anh chị có thể xem chi tiết từng dịch vụ. Đối với mỗi dịch vụ, thư viện có phân chia phục vụ hàng các đối tượng khác nhau và mỗi đối tượng sẽ có những chính sách phục vụ khác nhau. Và để cụ thể, Kha sẽ đi đến một số dịch vụ mà các thầy cô và các anh chị thường sử dụng nhất. Đầu tiên, Kha xin giới thiệu về dịch vụ lưu hành tài liệu, là dịch vụ mượn trả sách. Đối tượng là giảng viên và viên chức. Đối với đối tượng giảng viên và viên chức sẽ có chính sách phục vụ khác với những cái đối tượng còn lại. Tại đây, trong thẻ giảng viên viên chức, quý thầy cô và các anh chị có thể xem chính sách mượn trả, gia hạn tài liệu, giải hạn và cũng như là mức tài liệu, những quy định về đặt mượn tài liệu, trách nhiệm của người mượn, các thông tin liên hệ khi có cần sự hỗ trợ từ các bộ thư viện.
Hiện tại, trong thư viện được xếp trên kệ sách đọc tại chỗ và sách mua về nhà trộn lẫn vào nhau. Khi các thầy cô và các anh chị sử dụng sách trên các kệ sách, thầy cô và các anh chị cần phân biệt được đâu là sách cho phép đọc tại chỗ và đâu là sách cho phép mượn về nhà. Thì dấu hiệu để thầy cô và các anh chị nhận biết được sách đọc tại chỗ và sách mượn về nhà bằng cách thầy cô nhìn vào nhãn của quyển sách. Nhãn của quyển sách. Sách đọc tại chỗ là sách có nhãn màu trắng và nhãn màu vàng. Sách mượn về nhà là sách có nhãn màu xanh dương. Đối với sách đọc tại chỗ, thầy cô và các anh chị có thể mang từ kệ xuống và đọc ở bất cứ đâu trong thư viện, có thể di chuyển sách từ lầu 1 đến lầu 5 trong thư viện. Tuy nhiên, khuyến khích các thầy cô sau khi sử dụng xong tài liệu, vui lòng mang sách trả về đúng tầng lầu của nó tại vị trí được quy định là các xe đẩy sách. Cán bộ thư viện sẽ có trách nhiệm sắp xếp sách lên kệ trở lại. Đối với sách đọc tại chỗ, mỗi lần mượn thầy cô được mượn 3 quyển sách và không được mang ra khỏi thư viện. Đối với tài liệu sách cho một người nhà, thầy cô cũng được một lần tối đa là 3 quyển sách với thời hạn là 7 ngày. Ngoài ra, thầy cô và các anh chị còn được thêm một lần gia hạn là 7 ngày. Các thầy cô và các anh chị lưu ý, đối với việc gia hạn tài liệu thì được tính như sau. 7 ngày được cộng thêm sẽ được cộng từ thời điểm thầy cô và các anh chị bắt đầu thực hiện lệnh gia hạn. Ví dụ, thầy cô mượn tài liệu trong vòng 7 ngày, đến ngày thứ tư thầy cô và các anh chị thực hiện lệnh gia hạn thì tài liệu sẽ được cộng từ ngày thứ tư đó thêm 7 ngày. Nếu thầy cô gia hạn từ ngày thứ năm sẽ cộng từ ngày đó thứ năm lên thêm 7 ngày. Nếu thầy cô để đến ngày cuối cùng, ngày thứ bảy thầy cô mới gia hạn thì sẽ cộng từ ngày thứ bảy đó thêm 7 ngày. Do đó thầy cô lưu ý, thầy cô gia hạn càng sớm thì lượng thời gian thầy cô được giữ quyển sách càng ngắn lại, và thầy cô gia hạn càng về sau thì lượng thời gian thầy cô được giữ quyển sách càng lâu hơn. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp thầy cô và các anh chị không thể gia hạn. Ví dụ, tài liệu quyển sách mà thầy cô đang mượn đã quá hạn mượn thì thầy cô sẽ không gia hạn được, hoặc thầy cô đã gia hạn một lần rồi sẽ không được phép gia hạn thêm một lần nữa. Hoặc trường hợp khác, tài liệu thầy cô đang giữ có người khác chờ mượn và đặt yêu cầu chờ mượn thì thầy cô cũng không được phép gia hạn mà phải trả về thư viện để ưu tiên cho người tiếp theo. Đối với trường hợp thầy cô và các anh chị trễ hạn hoặc là mất tài liệu, phí phạt cho việc quá hạn tài liệu là 20.000 đồng trên một ngày trên một cuốn sách, và việc nộp phí phạt quá hạn sẽ là tịch thu tự động vào tài khoản của quý thầy cô. Khi quý thầy cô thực hiện việc mượn tài liệu về nhà thì hệ thống tài khoản sẽ tự động giữ thầy cô 150.000 đồng để phí thế chân. Sau khi thầy cô sử dụng xong tài liệu, hoàn trả sách về cho thư viện thì 150.000 đồng đó sẽ trả về hoàn lại cho quý thầy cô để sử dụng các dịch vụ khác. Cũng như khi thầy cô bị quá hạn thì hệ thống sẽ tự động trừ vào trong tài khoản của quý thầy cô. Đối với việc mất tài liệu, khi thầy cô làm mất hoặc làm hư hỏng tài liệu thì thầy cô phải bồi thường như sau. Trong trường hợp thầy cô tìm được tài liệu tương đương với tài liệu thầy cô làm hư hỏng hoặc mất thì thầy cô phải bồi thường thêm 30.000 đồng tiền công xử lý. Trong trường hợp thầy cô không tìm được tài liệu tương đương thì thầy cô phải đóng phí phạt là gấp 5 lần giá trị của tài liệu trong cái thời điểm. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị dịch vụ mượn liên thư viện.
Dịch vụ mượn mi thư viện cho phép đối tượng người sử dụng của thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng có thể mượn sách tại một số thư viện trường đại học mà thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng có liên kết. Ví dụ, tính đến thời điểm hiện tại, thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng đã liên kết với các trường đại học lớn ở phía Nam như trường đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thư viện trường đại học Cần Thơ, thư viện trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thư viện trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, thư viện đã ký kết hợp tác với dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu, nghĩa là trong quá trình nghiên cứu của quý thầy cô có thể phát hiện một số tài liệu tại một số thư viện trường đại học lớn trên thế giới. Thầy cô có thể nhờ sự hỗ trợ của các bộ thư viện xem xét về việc mượn tài liệu từ các trường đại học đó. Tuy nhiên, việc mượn tài liệu này khuyến khích thầy cô chỉ mượn ở dạng số. Đối với việc mượn liên thư viện, thầy cô sẽ chịu chi phí vận chuyển tài liệu từ cơ sở mượn về trường đại học Tôn Đức Thắng. Và thư viện sẽ là đơn vị đại diện mượn sách cho quý thầy cô. Dịch vụ tiếp theo là các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Thứ nhất, trong nhóm dịch vụ hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu có dịch vụ dự trữ tài liệu môn học và sử dụng tài liệu môn học. Đối với dịch vụ này, quý thầy cô là người đang giảng dạy một lớp cụ thể, thầy cô có thể khai báo cho thư viện biết được môn học nào đang diễn ra, cần sử dụng những loại tài liệu nào, những tài liệu cụ thể nào và phục vụ cho số lượng sinh viên là bao nhiêu để thư viện có thể chủ động phục vụ, đảm bảo cho người học của chúng ta tiếp cận được tài liệu. Tiếp theo, dịch vụ cán bộ liên lạc. Đối với dịch vụ cán bộ liên lạc, thư viện sẽ phân công cán bộ thư viện chuyên trách đến mỗi khoa. Tại đây, các vấn đề liên quan liên lạc giữa thư viện và các khoa trung tâm sẽ do một người trong thư viện phụ trách. Các vấn đề liên quan đến thư viện, các thầy cô có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách khoa của mình. Dịch vụ tiếp theo Kha xin giới thiệu đó là dịch vụ cố vấn học tập. Đối với dịch vụ cố vấn học tập, đây là kênh để các quý thầy cô và các anh chị có thể hỗ trợ được cho sinh viên, học viên của mình ngoài những giờ giảng trên lớp. Đối với các thầy cô ngoài những giờ giảng trên lớp, thay vì thầy cô làm việc tại văn phòng khoa hoặc văn phòng giảng viên, thầy cô có thể xem xét đến việc làm việc tại thư viện và khai báo cho thư viện biết thời điểm, thời gian mà thầy cô có mặt tại thư viện. Thư viện sẽ căn cứ vào những khai báo của thầy cô và đưa thông tin đó lên website thư viện. Từ đó, người học của chúng ta sẽ biết được vào thời điểm nào, tại đâu có giảng viên của khoa mình hỗ trợ được về các vấn đề liên quan đến chuyên môn, chuyên ngành, nghề nghiệp. Và đây cũng là một kênh hữu ích để khoa và các thầy cô hỗ trợ được người học của mình. Dịch vụ tiếp theo, đó là hướng dẫn theo chuyên đề. Tại đây, quý thầy cô có thể xem được nguồn tài nguyên của thư viện liên quan đến một ngành, lĩnh vực cụ thể mà thầy cô đang quan tâm. Tại đây, nguồn tài nguyên của thư viện được phân chia thành các khoa, các ngành đào tạo của trường. Thầy cô có thể theo dõi phạm vi tài liệu phục vụ cho chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Dịch vụ tiếp theo ta xin giới thiệu đến quý thầy cô, đó là dịch vụ cung cấp không gian và tiện ích. Cung cấp không gian và tiện ích, thứ nhất ta xin nói đến đó là hệ thống máy tính của thư viện. Đối với máy tính của thư viện, hiện nay thư viện gồm có trên 200 máy tính phục vụ cho người học và người dạy của trường đại học Tôn Đức Thắng. Tại đây, khi thầy cô và các anh chị có nhu cầu sử dụng máy tính của thư viện, thầy cô và các anh chị có thể đến bất kỳ máy tính nào còn trống của thư viện và yêu cầu là thầy cô và các anh chị sử dụng tài khoản
đăng nhập vào máy tính để sử dụng. Và tài khoản đăng nhập chính là tài khoản do trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp cho quý thầy cô từ khi quý thầy cô ký hợp đồng với trường, hoặc là các anh chị khi có quyết định nhập học của trường. Cụ thể hơn, tài khoản sử dụng thư viện chính là tài khoản cổng thông tin viên chức hoặc cổng thông tin sinh viên, học viên. Và thời gian sử dụng máy tính của thư viện cũng quy định cụ thể là tối đa là 120 phút trên một lượt sử dụng. Nghĩa là sẽ khi kết thúc 120 phút, máy tính sẽ tự động thoát ra và thầy cô và các anh chị sẽ ưu tiên nhường lại cho những người khác đang chờ máy. Dịch vụ tiếp theo là dịch vụ mượn phòng. Hiện tại thư viện có 24 phòng chức năng phục vụ cho các nhu cầu nghiên cứu cá nhân, làm việc nhóm, sử dụng để thực hành trình chiếu, phòng hội thảo, phòng truyền thông đa phương tiện, sáng tạo và khu vực học qua đêm. Tất cả những khu vực này yêu cầu quý thầy cô và các anh chị phải đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin thư viện, đặt phòng trực tiếp trên cổng thông tin thư viện. Tiếp theo, đối với các tiện ích của thư viện, hiện tại thư viện có phục vụ máy đa chức năng hỗ trợ cho việc in ấn, photocopy, phát và scan. Tiếp theo, thư viện cũng có hệ thống Wi-Fi khắp tòa nhà của thư viện. Để sử dụng Wi-Fi của thư viện, thầy cô và các anh chị được yêu cầu đăng nhập vào trang trực tiếp của website sử dụng hệ thống Wi-Fi, và hệ thống và tài khoản đăng nhập vào hệ thống Wi-Fi chính là tài khoản cổng thông tin viên chức hoặc cổng thông tin sinh viên, học viên của quý thầy cô và các anh chị. Ngoài ra thư viện cũng có các hệ thống máy buộc sách, máy trả sách, máy làm sạch tài liệu, cũng như hệ thống an ninh kiểm soát ra vào. Tiếp theo, Kha xin giới thiệu một số liên kết nhanh mà các quý thầy cô thường sử dụng trên cổng thông tin thư viện, giao diện chính của cổng thông tin thư viện, truy cập nhanh. Ở đây, thầy cô có thể xem những câu hỏi thường gặp khi thầy cô gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thư viện cũng như sử dụng cổng thông tin thư viện. Tại đây, thư viện có nhóm các câu hỏi liên quan đến vị trí, mượn trả sách, sử dụng máy tính, cách đặt mượn phòng, sử dụng các máy in ấn photo, các lớp kỹ năng và các câu hỏi khác. Trong trường hợp thầy cô và các anh chị vẫn chưa có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, thầy cô có thể sử dụng tính năng trò chuyện trực tuyến của trên website thư viện. Tại đây, đối với chế độ online, thầy cô sẽ được trả lời hỗ trợ trực tiếp. Trong trường hợp ngoài giờ phục vụ, chế độ offline, thầy cô có thể để lại lời nhắn và các bộ thư viện sẽ phản hồi trong ngày làm việc tiếp theo. Tiếp theo, đối với tính năng gia hạn tài liệu, thầy cô lựa chọn vào tính năng gia hạn tài liệu và chọn vào đăng nhập. Tại đây, thầy cô có thể gia hạn tài liệu đối với từng tài liệu cụ thể hoặc tất cả tài liệu thầy cô đang mượn của thư viện. Tiếp theo, Kha xin giới thiệu đến quý thầy cô và các anh chị về tính năng đặt mượn phòng. Thầy cô và các anh chị chọn vào đặt phòng và thầy cô và các anh chị vui lòng đăng nhập bằng tài khoản cổng thông tin giảng viên viên chức hoặc tài khoản học sinh sinh viên. Tại giao diện đặt mượn phòng, thầy cô và các anh chị sẽ thấy các thẻ như sau: lịch sử đặt mượn phòng, đặt mượn phòng reserve, hướng dẫn sử dụng guidance, chi tiết phòng, phí khai dụng. Đầu tiên, để đặt mượn phòng, khuyến khích thầy cô xem chi tiết phòng để lựa chọn một phòng cho chính xác và phù hợp với mục đích nhu cầu sử dụng. Tại chi tiết phòng, thầy cô và các anh chị có thể biết được phòng mình đang cần sử dụng
có sức chứa là bao nhiêu, hiện tại nằm ở tầng lầu nào, phí phải trả cho thư viện là bao nhiêu, thời gian phục vụ tối đa là bao nhiêu. Từ đó thầy cô sẽ có được sự lựa chọn đúng và phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng của mình. Sau khi thầy cô và các anh chị đã lựa chọn được loại phòng và phòng cụ thể phù hợp, thầy cô và các anh chị chọn vào reserve, đặt một phòng. Tiếp theo, thầy cô và các anh chị chọn loại phòng. Ví dụ, ta sẽ chọn vào loại phòng thực hành trình chiến. Tại đây, thầy cô và các anh chị có thể lựa chọn được ngày mà mình mong muốn đặt một phòng, ngày và giờ mong muốn. Tuy nhiên, thầy cô và các anh chị lưu ý, mình chỉ đặt một phòng đối với những khoảng thời gian phục vụ của thư viện và những khoảng thời gian chưa diễn ra, có nghĩa là những thời gian đã diễn ra trong quá khứ, thầy cô và các anh chị sẽ không đặt được một phòng. Đôi lúc thầy cô và các anh chị sẽ thấy trong khung đặt một phòng sẽ có những thời điểm, những loại phòng có ôm màu đỏ, có nghĩa là những thời điểm đó hiện đã có người đặt một phòng rồi và thầy cô sẽ tránh đặt chung với những thời điểm đó. Tiếp theo, thầy cô lựa chọn vào khoảng thời gian mình mong muốn. Sau khi thầy cô lựa chọn, sẽ xuất hiện một hộp thoại yêu cầu thầy cô điền thông tin. Đầu tiên, thầy cô cần phải khai báo mục đích sử dụng phòng. Các yêu cầu đặc biệt ngoài chính sách. Số điện thoại liên lạc đến với quý thầy cô và các anh chị trong trường hợp các mẫu thư viện cần thông tin liên lạc. Số lượng và chi tiết các thành viên tham gia sử dụng khu vực hoặc phòng học nhóm hoặc phòng chức năng. Tại đây, thầy cô và các anh chị lưu ý, thông tin khai báo tại hộp thoại Member List bao gồm thông tin đầy đủ, email do trường đại học Tôn Đức Thắng cấp, nghĩa là có đuôi a.ttdt.edu.vn đối với giảng viên viên chức hoặc a.student.ttdt.edu.vn đối với sinh viên hoặc học viên. Và các đối tượng tham gia cách nhau bằng dấu phẩy. Tại đây, mục đích khai báo trong hộp thoại này có nghĩa là thư viện sẽ xem xét số lượng thầy cô tham gia mượn phòng, sử dụng phòng với khả năng phục vụ của phòng để ra quyết định phù hợp. Thứ hai, những người được khai báo trong hộp thoại này sẽ là những người có tính năng có thể mở được cửa sử dụng phòng, và những người không được khai báo trong đây sẽ không mở được phòng cho mục đích sử dụng. Tiếp theo là số lượng thành viên tham gia. Cuối cùng, thầy cô có thể xem lại, điều chỉnh lại thời gian sử dụng phòng chức năng. Và thầy cô lưu ý, trong trường hợp thầy cô và các anh chị chọn thời gian sử dụng nhiều hơn thời gian cho phép, hệ thống sẽ báo cảnh báo và không cho phép thực hiện. Hoặc trong thời gian thầy cô lựa chọn có chèn đè lên khoảng thời gian sử dụng của một nhóm khác thì hệ thống cũng báo lỗi và không cho sử dụng và thầy cô phải thay đổi. Sau đó thầy cô chọn lưu. Sau khi thầy cô chọn lưu, thầy cô sẽ thấy lệnh đặt phòng của mình đã thành công và có màu xanh dương. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này thầy cô đã đặt phòng thành công, tuy nhiên các mẫu thư viện chưa có duyệt. Và
Theo định kỳ khoảng 20 đến 30 phút trong thời gian làm việc của thư viện, cán bộ thư viện sẽ xem xét về việc đặt một phòng của quý thầy cô và các anh chị. Và khi cán bộ thư viện đã xem xét thì lệnh một phòng của các anh chị chuyển qua màu cam. Màu cam không có nghĩa là cán bộ thư viện đã duyệt, màu cam có nghĩa là cán bộ thư viện đã xem xét. Và các anh chị và các thầy cô lưu ý, để biết được lệnh một phòng của mình đã được duyệt hay chưa, thầy cô và các anh chị vui lòng chọn vào thẻ lịch sử một phòng. Tại cột tình trạng, thầy cô và các anh chị có thể xem và biết được là lệnh đặt một phòng của mình đã được duyệt hay chưa được duyệt hay là không được duyệt. Còn một vấn đề trong việc đặt một phòng, thầy cô cần phải lưu ý như sau. Khi thầy cô thực hiện lệnh một phòng mà thầy cô hoặc các anh chị do bệnh viện hoặc một vì lý do nào đó không thể đến sử dụng phòng như lịch đặt, thì thầy cô và các anh chị vui lòng thông báo cho cán bộ thư viện để hủy lệnh đặt phòng ưu tiên cho những người khác. Trong trường hợp thầy cô và các anh chị đã đặt một phòng nhưng quá 10 phút không xuất hiện thì lệnh đặt một phòng sẽ tự động hủy. Và hai lần tự động hủy như vậy, thầy cô và các anh chị sẽ bị khóa chức năng đặt một phòng cho những lần tiếp theo. Sau khi thầy cô và các anh chị thực hiện xong lệnh đặt một phòng thì thầy cô và các anh chị vui lòng đăng xuất.